Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn đảo Nami của Hàn Quốc. Đây là một trong những nơi mà rất là nổi tiếng, đặc biệt là vào mùa thu tại Hàn Quốc các bạn ạ. Ở đảo Nami thì có rất là nhiều những cái cảnh đẹp và mình thấy đến một lần thì cũng rất là mãn nguyện, đáng để đi. Nhưng mà chỉ là mùa thu thôi các bạn nhé. Vào mùa khác thì mình nghĩ là cũng không có chỗ nhiều để chơi. Đảo Nami là một hòn đảo khá là nhỏ và bây giờ mình phải đi thuyền ra như thế này. Đi thuyền ra thì ngày hôm nay thời tiết khá là đẹp và bây giờ các bạn có thể thấy cảnh rất là tuyệt vời. Và đó, hòn đảo ở đằng đó đó các bạn ạ. Bây giờ mình đang đi đến đấy. Đảo đi thuyền mất khoảng 5 phút là đến và vé vào cửa là 13.000 won. Ở trong đảo thì cũng có rất là nhiều những công trình tiện ích. Quán cà phê, nhà hàng, vân vân và mây mây. Cũng có rất là nhiều chỗ để các bạn có thể cắm trại. Đảo Nami là một nơi rất là nổi tiếng với các những hàng cây đẹp và đồng đều. Ví dụ như là cây ngân hạnh, cây thông hay là những cái hàng bờ rào rất là lãng mạn, cùng với những cái cảnh suối và những cái hòn non bộ các bạn ạ. Đây là một trong những cái điểm rất là đẹp tại đảo Nami. Trong ngơi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi thăm đảo Nami nhé. Đây là nơi bán vé của đảo Nami đây. Bạn phải mua vé tự động hả? 13.000 won một vé. Ôi đắt nhờ. Trước chồng mình đi có 10.000, giờ nó lại tăng giá rồi. Càng ngày càng nổi tiếng nên là rất là đắt. Mua vé tự động cũng rất là dễ mua. Thanh toán bằng thẻ thì là đơn giản nhất. Chỉ cần chọn hai người, sau đó là thanh toán là nó ra phiếu. Ok, và nó ra vé ạ. Đi thôi. Rất là đông người các bạn, hôm nay là thứ năm trong tuần mà còn đông như thế này, cuối tuần thì chắc là rất là đông. Xong lại ra đây xếp hàng cái gì đây? Visa nữa. Bỏ qua cái đoạn visa đi. Cầm vé thì đi vào trong nào. Nó có mã chích thẻ. Vé vừa mua. Chích một cái thế là đi vào. Cũng khá là tiện vào đây. Ra đến chỗ chờ lên thuyền. Đông quá đi trời ơi. Hôm nay thứ năm mà sao đông như thế này. Mình cứ tưởng không có người cơ, đang rất là vui vẻ. Cảnh ra ngoài biển rất là đẹp. Nhìn ra ngoài sông đảo. Lạnh, ra ngoài này lạnh mà chồng mình lại bỏ nóng chứ. Hôm nay nắng khá là to nên cũng rất là ấm. Một biển người các bạn ơi, rất là đông. Kia là cái thuyền để đi ra đảo đấy các bạn. Thuyền bây giờ đang đến ở đây. Đã có một đợt người ra đảo và đi về rồi. Đi ra thì phải đợi có thuyền đi ra và khi đi về cũng phải đợi có thuyền đi về. Và bây giờ đi ra ngoài đảo thôi các bạn ơi. Đông nghìn nghịt, đông nghìn nghịt. Như đi hội. Lạnh. Và là cười và to thế. Trời ơi. Vào trong thuyền rồi đây. Vào đây phải liên tục khử trùng tay. Nhìn cảnh ngoài cũng rất là đẹp như thế này. Bên cạnh rìa bờ này có rất là nhiều nhà nghỉ này, rồi quán cà phê. Đúng là một nơi du lịch nên là phát triển cũng khá là tốt. Và đến mỗi nơi có cảnh đẹp thì em thường chụp một vài cái ảnh để làm kỷ niệm các bạn ạ. Để đến khi xem lại thì có thể biết là mình đã đi đến đây, hoặc là khi mà nhiều tuổi rồi có thể xem lại những cái kỷ niệm của ngày xưa. Dạ vâng. Đinh đinh. Và bây giờ thì em sẽ lên trên tầng 2. Thuyền này có 2 tầng. Và lên trên tầng 2 thì cảnh sẽ đẹp hơn và nắng ấm hơn các bạn ạ. Và đây mình đã lên đến đảo Nami Sam rồi đây. Bước chân đầu tiên đặt chân lên đảo các bạn ạ. Mọi người vừa mới xuống đảo nên đang rất là đông. Welcome Nami Sam. Những cái tốp đầu tiên đến bây giờ họ đã ra và chuẩn bị đi về rồi. Những người đến sớm thì chắc là rất là mát.
Nam Hy Sơn. Đi vào trong nào. Ôi, vậy mà cũng đông nghìn nghịt toàn người thôi. Bây giờ cây chuyển màu vàng rồi các bạn ạ. Lá cây chuyển vàng này, cảnh thì mùa thu mà rất là đẹp. Đi lên trên kia. Hello Halloween. Chuẩn bị đến Halloween thì họ đã trang trí Halloween ở đây. Con nhện rất là kinh khủng. Ở đây có một đài phun nước. Đến đây là đến rừng thông hay là gì cho đi. Toàn những người là người thôi thì kiểu thì chụp ảnh cái gì đây. Xong ở bên này còn có một hàng người tuyết hay người gì đây. Hàng người này cũng dễ thương nè. Mấy mọi người đang chụp ảnh rất là nhiệt tình. Nghe chồng mình nói thì đây là một sở hữu cá nhân, cho nên là người này rất là giàu các bạn ạ. Từ ngày xưa thì họ có nghĩa là từ đời tổ tiên họ đã sở hữu cái hòn đảo này rồi. Và ngày xưa thì các bạn có thể biết là nông nghiệp là một cái ngành chính. Tuy nhiên thì họ rất là giàu, cho nên là nơi này họ chỉ trồng những cái cây cảnh để làm đẹp thôi. Và nhìn những cây thông này các bạn có thể thấy tuổi đời của nó có thể đến 30 năm tuổi, rất là cao và rất là cổ thụ như thế này. Ở đây thì mùa thu rất là đẹp, cảnh rất là mát và yên bình. Tuy nhiên thì rất là nhiều người nhận xét là nếu mà đi chơi vào mùa xuân hay là mùa đông thì cũng không có nhiều cái để xem các bạn ạ. Các bạn có thể thấy cảnh quan thì họ trang trí cũng rất là đơn giản. Và từ khi bộ phim nổi tiếng cho nên là họ mới trau chuốt thêm một chút và trang trí được thêm nhiều những cái để cho mọi người chụp ảnh và đến tham quan. Chồng mình giờ làm nhiếp ảnh gia các bạn ạ đấy. Nhiếp ảnh gia được nhờ của các cô chụp ảnh hộ. Đây các cô rất là chỉ tin, chụp ảnh rất là siêu đấy. Đi theo đồng đội như thế này rất là đẹp các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy trai Hàn Quốc chụp ảnh rất là xì tin đấy. Mỗi người một chỗ. Và đi đông như thế này chụp ảnh rất là đẹp đúng không các bạn? Nhìn thật là thích. Mình với chồng mình thì đi có mỗi hai người thôi, cho nên là chắc là đứng thì chỉ có nấp được có một khoảng không nhỏ nhỏ. Tuy nhiên thì họ đi rất là đông, khoảng 2, 4, 6, hơn 10 người các bạn ạ. Và mỗi người cầm cái điện thoại lên nhờ chồng mình chụp ảnh hộ. Chồng mình hôm nay làm nhiếp ảnh gia khá là đắt hàng. Hai thiên. Và mùa thu thì ở Nam Hy Sơn có rất là nhiều những cây đổi màu đỏ hoặc là màu vàng. Nói chung là đây là một trong những lợi thế của đảo. Và vì đây là hòn đảo trồng rất là nhiều những cây cảnh đẹp các bạn ạ. Đây là một con đường thông. Đường thông rất là đẹp. Đây, một đôi mặc đồ đôi chụp ảnh tuyệt vời, đẹp chưa? Nam Hy Sơn thì không chỉ nổi tiếng với người nước ngoài, đối với người Hàn Quốc cũng rất là thích, đặc biệt là những cặp đôi lãng mạn. Họ thường đến đây chụp ảnh kỷ niệm hay là hẹn hò. Những giới trẻ thì đến đây rất là xì tin và chụp rất là nhiều ảnh. Mình còn thấy rất là nhiều người như là ở các nước châu Mỹ, châu Âu, họ còn vác cả vali, có nghĩa là vừa mới đến đây du lịch. Ở đảo Nam Hy thì rất là nhiều những cái tour du lịch họ đưa người đến đây. Vì nó nổi tiếng ở trên phim cho nên là rất là đông khách hàng. Sau khi chụp ảnh một lúc rồi bây giờ lại đi tiếp các bạn ạ. Ở đây có rất là nhiều các loại tranh. Ở Hàn Quốc thì bây giờ họ trang trí bằng những cái tranh này rất là nhiều. Và đây ở đảo Nam Hy thì đa số là có rất là nhiều cây. Cây thì rất là to và thẳng như thế này. Chắc đây là cái điểm đặc trưng của đảo. Và kia có một cái đồi. Người ta là đốc ra đông nhưng mà em cũng phải ra chỗ khác.
Và ở trong đảo bây giờ cũng phát sinh ra rất là nhiều những quán cà phê và nhà hàng. Rất là tiện lợi các bạn ạ. Có thể mua cà phê, nếu ai đói thì có thể mua đồ ăn. Và sau 2 năm đào tạo thì bây giờ trình độ chụp ảnh của chồng em cũng tăng lên một chút rồi các bạn ạ. Đấy, rất là dễ thương. Vì chồng cũng rất là chịu khó chụp ảnh cho nên em rất là vui. Có rất là nhiều người chồng Hàn thì bảo chụp ảnh cho thì rất là nhăn mặt và không tán thành hay là không hợp tác. Ở đây còn có một số căn nhà kiến trúc kiểu châu Âu để mọi người có thể ra, ai thích sống ảo thì ra chụp ảnh rất là đẹp. Xem chỗ nào đẹp thì đi trước. Tại vợ chồng em cũng không có nhiều thời gian, chỉ có một tiếng đồng hồ để tham quan cái đảo này thôi. Đảo thì khá là rộng các bạn ạ. Nhà em thì đi ra đến đây thì có 30 phút thôi. Tuy nhiên thì chiều chồng phải đi dậy cho nên là đi về về xong rồi còn phải đi ăn trưa nữa. Trong mùa làm nông thì nhà em khá là bận, thường phải ra ruộng. Vì vậy là bây giờ việc ở ruộng nó cũng đã hòm hòm rồi cho nên là bây giờ mới được đi chơi một chút. Chiều thì chồng phải đi dậy cho nên là tranh thủ đi nhanh các bạn ạ. Dù khá là ở gần và ở Hàn 2 năm rồi thì về đây là lần đầu tiên em mới đến đảo Nami Som. Bình thường thì nhiều khi rủ chồng và đến 10 lần rồi ấy, tuy nhiên thì cứ hết lần này đến lần khác vẫn chưa có cơ hội đến các bạn. Đây là lần đầu tiên đến và chắc là cũng không có đi nhiều. Tại vì đến một lần thì lần sau mình muốn đi một nơi khác mới mẻ hơn. Và lần sau mình sẽ chia sẻ đến các bạn rất là nhiều những cái cảnh đẹp tại Hàn Quốc, ở những cái nơi mới khác nhé. Đây chỗ nổi tiếng của đảo Nami Som đây các bạn ơi. Chỗ này là chỗ phim Bản Tình Cảm Mùa Đông có một bức tranh đây. Và bây giờ vào đây phải check in một cái thì mới gọi là đến đảo Nami Som. Nếu bạn nào mà muốn đi du lịch Hàn Quốc, đi chơi đảo Nami thì tốt nhất là nên chọn vào mùa thu. Tại vì chỉ có mùa thu thì ở đảo Nami mới là cái thời gian đẹp nhất. Còn ở những cái thời gian khác thì đảo nó chỉ là một hòn đảo nhỏ và rất là bình thường. Cũng không có nhiều cái để chơi các bạn ạ. Và mọi người nhớ là lưu ý là lên đây thì vào mùa thu cũng khá là lạnh. Nên nhớ là phải mặc ấm một chút nhé. Thời gian đi chơi ở đảo Nami vào cái mùa đẹp nhất là ở cuối tháng 10 cho đến khoảng mùng 5 tháng 11 các bạn ạ. Mình thì đi chơi vào cuối tháng 10, lá nó vẫn chưa hẳn là chuyển sang vàng hẳn. Nó chỉ là mới đang chớm đổi màu thôi. Còn các bạn đi chơi vào khoảng 29-30 hoặc là mùng 1, mùng 2 tháng 11 thì những cái khoảng thời gian đó lá đã chuyển màu rất là nhiều. Và cũng tùy năm, ví dụ như nếu mà mưa nó có đến sớm thì lá sẽ rụng rất là nhanh. Nói chung là cũng phụ thuộc vào thời tiết rất là nhiều. Nên chỉ chụp được có một vài bức thôi. Và bây giờ chuẩn bị đi ra đằng kia xem là còn có chỗ nào đẹp không. Nhìn thấy ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái chỗ họ thiết kế cũng khá là tự nhiên. Và rất là nhiều lá vàng, lá đỏ, lá mùa thu Hàn Quốc. Như các bạn theo dõi từ đầu đến bây giờ thì đây là những nơi cuối cùng của đảo Nami rồi. Cũng không có nhiều chỗ để xem ngoại trừ những cái hàng cây như thế này. Chỉ có mùa thu thì cây nó chuyển màu vàng và đây là cây ngân hạnh ấy các bạn ạ. Tuy nhìn nó đẹp vậy thôi nhưng mà nó rất là thối. Và đợt đầu tiên mà mình sang Hàn Quốc thì mình cứ tưởng là mình đang ngồi ở bên cạnh một bãi phân chó rất là to. Thực sự là nó thối nước hết cả mũi đây, luôn. Gia đình Hàn Quốc thì họ thường đến đây chơi với con cái như thế này. Thứ nhất là cảnh đẹp, thứ hai là khí hậu rất là tuyệt vời các bạn ạ. Gia đình chơi với nhau rất là hạnh phúc. Thường người ta có mang cả bạt đến đây để cắm trại hoặc là mang những đồ ăn, đồ uống đến và đầu ngồi có thể tâm sự, nói chuyện và cùng ăn uống rất là vui vẻ như thế này. Và đây Nami Som Island States. Đây chắc là một cái chỗ biểu tượng của đảo Nami. Có hẳn chữ Nami Som rất là to. Khi các bạn đi đảo Nami thì các bạn có thể chuẩn bị những cái bạt trải để ngồi cùng với một số những cái đồ ăn vặt hoặc là hoa quả. Và đến đây nếu mà có thời gian thì có thể chơi một ngày ở đây rồi ăn về. Rất là mát và rất là thoải mái. Và đây là một thác nước rất là đẹp và lãng mạn các bạn ạ. Thác nước này thì nhìn nó rất là cao và hùng vĩ. Mình quay ngang như thế này thì các bạn không thể thấy hết cái độ cao của nó. Tuy nhiên thì cũng rất là thích. Và bây giờ đây là những cái nơi mà mình có thể lưu lại kỷ niệm với chồng. Thật là một ngày đi chơi rất là vui và hạnh phúc các bạn. Ngoài những hàng cây thì các bạn có thể ra những cái chòi nông dân kia
chụp hình và trải nghiệm những cái cảm giác nói chung là thân thiện với môi trường và trở lại với khoảng 10-15 năm trước. 10-15 năm trước thì ở chỗ Việt Nam mình cũng có rất là nhiều những ngôi nhà đất này, rồi nhà lá, nhà ngói đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì họ xây nhà mái bằng và nhà hai tầng rất là nhiều rồi. Và đây những cái khoảng trường rộng như thế này cũng là một điều đặc trưng của đảo Nami. Cảnh quan thì rất là đẹp, không khí rất là mát và thời tiết thì tuyệt vời như thế này là một cái điều kiện rất là thích hợp để mọi người đi picnic này, rồi là đi dạo, đi tập thể dục, rồi đi ngắm cảnh. Nói chung là rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nếu mà chưa có đến thì đến một lần thì cảm thấy cũng rất là thích. Một hàng cây tuyệt vời, rất là đẹp đúng không các bạn? Và đây là một nhà ăn khá là đông khách các bạn ạ. Chồng mình đang đi mua bánh hô tóc, bánh nói chung là bánh đường thơm thơm có đường và vào đây phải kiếm cái nhà vệ sinh mới được. Đây là một nhà hàng rất là truyền thống đúng không ạ? Hello. Wow, mọi người rất là thân thiện đúng không ạ? Tuyệt vời. Và đây ông chồng hói của em kia đang mua bánh hot dog. Bánh hot dog đã mua rồi đây. Hói mày hả bố? 1.500 won. Ở chỗ mình thì mua 1.000 won một cái, ở đây 1.500 won cũng không đắt lắm. Giá bố ăn chả? Giá gì? Ngồi đây ăn. Và đây là bánh hot dog các bạn ơi. Bánh đường đen. Bánh đường khá là ngọt và họ cho cái bột quế vào nó thơm thơm. Đây 1.500 won một cái. Và chồng mình đã mua hai cái tới đây, rất là ngon và thơm, mời cả nhà cùng thưởng thức nhé. Và ăn cái bánh này rất là ngon các bạn ạ. Ở nhà mình cũng hay mua ăn nhưng mà cảm thấy ở đây nó ngon hơn, hay là tại bây giờ mình đang đói không biết. Bánh ngọt ngọt thơm thơm, mềm mềm. Nói chung là rất dễ ăn. Sóc các bạn ơi, sóc này đấy, nó chạy mất rồi. Con sóc, nó say. Nó đang ngại, nó chạy mất rồi đây, con sóc này. Ê, chạy đâu đây? Sóc ơi! Đó, nó đang đi xuống, nó tìm hạt. Nó đi xuống, nó tìm hạt thông ăn. Ôi, chạy đâu? Ngại quá, chạy mất rồi. Đây, cu cậu ngại mất. Chạy ra đây. Nhỏ như con chuột thôi các bạn ạ. Đuôi à, nhìn đuôi nó dễ thương chưa ạ? Và đây, lúc lấy vợ chồng mình ra thì rất là đông, bây giờ đến đây người ta đến cũng rất là đông các bạn ạ. Vẫn đông như kiến. Lúc đi thì khá là lạnh và mặc rất là nhiều áo, và lúc về thì bắt chồng cầm áo như thế kia. Em thì nhiều khi hay sai vặt chồng lắm. Và bây giờ đi một hồi bây giờ khá là ấm người rồi. Đã trở về phà cũ rồi đây. Và kết thúc một chuyến đi thăm đảo Nami các bạn ạ. Thật là một chuyến đi đầy thú vị. Và welcome to đảo Nami Song của Hàn Quốc. Và đây là ông chồng của mình đây. Ngày hôm nay thì chồng đã chụp ảnh và đã rất là nhiệt tình, rất là vui. Các bạn là cảm ơn chồng rất là nhiều, ngày hôm nay đã đưa mình đi chơi. Đảo Nami rất là tuyệt vời, rất là mát và cảnh rất là đẹp. Hy vọng mọi người cũng like video, đăng ký kênh và theo dõi video giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.